nông thôn Việt Nam hiện nay. Hiện nay khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam là rất nhỏ. Đó là tiêu đề bài viết của một page ASEAN. Page đã đăng tải những hình ảnh của nông thôn Việt Nam. Một số bạn Việt Nam tinh mắt đã nhận ra đây là hình ảnh thôn Đình Dù, xã Văn Lâm, Hưng Yên. Còn bức hình này là đền Cổ Loa ở Đông Anh, Hà Nội. Trong các bức hình, nông thôn Việt Nam hiện lên với những tòa nhà mái đỏ, đều 2-3 tầng mọc lên san sát nhau. Không biết nông thôn chỗ các bạn thế nào, chứ nông thôn chỗ mình, nhà nào cũng xây to mới. Các đường trục xã, liên thôn, xóm, v.v. đều được đầu tư, xây dựng đồng bộ. Hệ thống các công trình phụ trợ như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn và đường trung tâm xã tới đường huyện đã được nhựa hóa, đảm bảo xanh, sạch đẹp và có nhiều biển báo chỉ dẫn và trồng rất nhiều cây xanh. Nông thôn Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ sự chung sức xây dựng nông thôn mới, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân chung sức đồng lòng xây dựng môi trường nông thôn mới. Đến nhiều người Việt Nam sau nhiều năm xa quê hương, đến khi quay trở lại còn ngỡ ngàng trước khung cảnh nông thôn quê mình, chứ đừng nói đến người nước ngoài. Vậy dân mạng Đông Nam Á đã bình luận những gì bên dưới bài đăng này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Một quốc gia hàng đầu trong ASEAN, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và phát triển nhanh hơn mong đợi. Tất cả có được là nhờ sự lao động chăm chỉ của người dân Việt Nam. Gửi lời chào đến các bạn! Rất đẹp! Bạn có thể tìm thấy ở vùng nông thôn này những người dân sẽ chào đón bạn đến bữa trưa, bữa tối hoặc đồ uống của họ bất cứ khi nào bạn đi ngang qua, ngay cả khi họ chưa từng biết đến bạn trong đời. Có một lần, tôi và các bạn đi xe máy về vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Xe đạp của bạn tôi bị hỏng và chúng tôi phải dừng lại ở một cửa hàng xe máy để sửa. Trời đã gần tối, chúng tôi nói với chủ quán là muốn làm nhanh để kịp lịch trình. Anh ấy ngay lập tức đưa cho chúng tôi chiếc xe đạp của anh ấy và nói: "Các bạn có thể trả lại cho tôi khi quay lại đây lấy xe đạp." Xe đạp của anh ấy thậm chí còn tốt hơn của chúng tôi. Những thứ khác về nông thôn là cây cối và ruộng lúa. Cảm ơn các bạn ASEAN vì những lời tốt đẹp dành cho đất nước tôi. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp tương tự sẽ đến với tất cả các bạn. Tôi rất thích Việt Nam, tôi đã từng đến đó. Nó đẹp và quyến rũ theo cách riêng, đội bóng đá cũng rất tốt. Tôi đã sống ở đây 8 năm và khám phá phần lớn vùng nông thôn. Tôi có thể chứng thực rằng một số khu vực trông như thế này, nhưng nhiều khu vực khác lại rơi vào tình trạng cực kỳ nghèo khổ. Việt Nam là một đất nước có nhiều bất bình đẳng, mặc dù có sự phát triển đáng kinh ngạc. Tôi vẽ nó như một thành công như tranh vẽ sẽ gây hiểu nhầm. Việt Nam bị giữ ở tình trạng nông thôn và nghèo đói do hành động có chủ ý của Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong hầu hết thế kỷ 20. Ngoài ra, họ còn phải dành phần lớn thời gian của thế kỷ 20 để chiến đấu với những kẻ xâm lược nước ngoài đang tìm cách bắt họ làm nô lệ và hạ thấp họ. Sự cân bằng kinh tế được tìm thấy một cách tự nhiên giữa nông nghiệp và công nghiệp không thể được tìm thấy trong điều kiện thời chiến tiếp diễn gần như chiếm trọn toàn bộ lịch sử thế kỷ 20 của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tự nhiên và mức độ phức tạp thực sự của nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể bắt đầu sau khi giành được độc lập thực sự và hoàn thành công việc tái thiết ban đầu sau chiến tranh. Việc này chưa hoàn thành cho đến gần những năm 1990. Tất nhiên, sự tàn phá là không thể tưởng tượng được. Tình trạng mất dân số, các lệnh trừng phạt kinh tế và việc tái tổ chức đã trì hoãn quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa trong ít nhất hai thế hệ sau khi những kẻ man rợ cuối cùng, người Mỹ, bị đuổi ra khỏi đất nước. Tôi nghĩ Việt Nam là đất nước tốt nhất để đi du lịch. Bởi vì tôi đã đến Sapa năm ngoái, tôi thích ở đó rất nhiều. Năm tới, tôi sẽ đến thăm Việt Nam một lần nữa. Tình yêu từ Thái Lan. Tôi nghĩ nó được xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản. Không bạn ơi, vùng nông thôn Việt Nam, người dân chịu khó lao động, nhà máy xí nghiệp nhiều, công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển, cơ chế chính sách của chính phủ tập trung vào vùng nông thôn. Nên hiện tại, đời sống người nông dân còn cao hơn thành phố. Thực tế ở miền Bắc Việt Nam, nông thôn chủ yếu nhà biệt thự, tiện nghi đầy đủ. Một đất nước có rất nhiều địa điểm du lịch đẹp và vẫn rất tự nhiên, tôi đã ghé thăm Hà Nội vào năm ngoái và nhất định sẽ đi lại. Việt Nam đang phát triển rất nhanh, chắc chắn Việt Nam sẽ là một quốc gia đi đầu trong tương lai. Trong vòng 20 năm đổ lại, nông thôn ở Việt Nam quá phát triển. Tôi bây giờ thấy thoải mái với cuộc sống ở nông thôn, gần như đáp ứng tất cả nhu cầu cuộc sống mà không cần phải ra thành phố. Thái Lan nên xem Việt Nam như một ví dụ, ở quê cũng phải lan tỏa sự thịnh vượng, không chỉ chăm chăm mỗi Bangkok và các tỉnh lân cận.
Wow, thiết kế kiến trúc tuyệt vời, trông giống như ở châu Âu, từ Indonesia. Ước gì Myanmar cũng được như vậy, không biết não của các nhà lãnh đạo có bị gì không nữa. Làm tốt lắm chính phủ Việt Nam, phát triển bình đẳng các thành phố và các lĩnh vực khác thì tốt cho sự thịnh vượng kinh tế. Những ngôi nhà ở Philippines tốt hơn nhiều. Việt Nam sẽ nghèo hơn do tham nhũng lớn, trong khi Philippines sẽ đạt được thu nhập trung bình cao vào năm tới. Đó là một số bình luận của dân mạng Đông Nam Á về nông thôn ở Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số góc nhìn khác của dân mạng quốc tế về cuộc sống ở Việt Nam như thế nào nhé! Việt Nam nghèo như thế nào sao? Việt Nam không nghèo cũng không giàu. Luxembourg giàu hơn Việt Nam 10 lần và Việt Nam giàu hơn Cộng hòa Dân chủ Congo 10 lần. Tôi sống ở Luxembourg và hiện tôi sống ở Việt Nam. Tôi tận hưởng hầu hết mọi thứ giống nhau, mức tiêu thụ thực phẩm, nơi ở, thói quen hàng ngày, phương tiện đi lại của tôi, v.v. đều giống nhau ở cả hai quốc gia. Tôi có thể mua nguyên liệu làm món súp bò ở Việt Nam cho 3 người với giá 4 đô la và ở Luxembourg với giá 12 đô la. Hương vị cũng giống nhau, nên Việt Nam không nghèo. Có lẽ ít tiền hơn nhưng không có nghĩa là nghèo. Đối với một số người nước ngoài bình thường ở Việt Nam, chẳng hạn như một khách du lịch, cuộc sống đầy thú vị, thời tiết có thể rất nóng so với quê hương của bạn. Ngôn ngữ là rất khó hiểu và khó học, phong tục hoàn toàn khác với ở nhà bạn. Nhưng đây là những điểm tốt, đồ ăn ngon và rẻ. Tôi là người gốc Việt nhưng không thể kể tên hết các loại thực phẩm, trái cây. Bạo lực hiếm khi xảy ra do hệ thống chính trị ổn định và luật pháp cứng rắn. Ngoại trừ một số vụ trộm cắp quy mô nhỏ, người dân thân thiện, thế hệ trẻ không quan tâm đến chiến tranh và ham học hỏi, tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Hãy nhận biết những trò gian lận đôi khi xảy ra. Đối với các cô gái trẻ Việt Nam, tôi phải thừa nhận rằng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, khác hẳn với thế hệ tôi đã lớn lên và chịu đựng chiến tranh. Phong cảnh đẹp, cảnh sát hiếm khi được nhìn thấy và có vẻ như họ không quan tâm đến bạn, ngoại trừ khi cần thiết. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ theo quan điểm của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. Tôi đã dành 3 chuyến tham quan ở đó và thực hiện 3 chuyến trở lại kể từ lần đầu tiên đến. Đã trở lại đó vào năm trước và dành 15 ngày cho chuyến đi cuối cùng này. Tóm lại, Việt Nam thật tuyệt vời. Người dân rất tuyệt vời và thân thiện. Bạn sẽ học được rất nhiều điều. Các thành phố lớn và trung bình rất dễ đến và phong cảnh lẫn ẩm thực đều có 102. Nếu bạn là một cựu chiến binh trong chiến tranh thì nên quay lại và trải nghiệm mà không cần phải vác vũ khí nhé. Nếu bạn chưa bao giờ đến thì nó phải nằm trong danh sách của bạn. Hãy làm điều đó sớm nhất có thể. Cuộc sống ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Đầu tiên và quan trọng nhất, trước khi tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình, tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi là một người Trung Quốc gốc Singapore, đã từng sống và du lịch đến Việt Nam nhiều năm kể từ năm 2012 đến nay. Về cơ bản mà nói, chúng ta cần hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia cộng sản xã hội, giống như tất cả số ít quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới hiện nay, quản trị và cấu trúc xã hội tương tự. Việt Nam đang tiến hành cải cách nền kinh tế. Tùy thuộc vào mục đích của bạn đến Việt Nam, luôn có những cơ hội miễn là bạn hiểu được thứ bậc xã hội. Là một nhà nước xã hội chủ nghĩa, khả năng chi trả là chìa khóa thành công của nó, trải đều trên tất cả các ngành và thành phần xã hội. Văn hóa Việt Nam đã ăn sâu bám rễ qua các thời đại và vẫn còn tùy thuộc vào miền Bắc hay miền Nam Việt Nam. Những người Việt Nam rất chăm chỉ đã giúp đưa đất nước từ tình trạng nghèo khó vào những năm 70 trở thành tầng lớp trung lưu thịnh vượng, sống trong các chung cư cao tầng với cơ sở vật chất tốt ở khắp mọi nơi. Vì nhiều người có tên giống nhau từ thời phong kiến nên người Việt Nam gắn bó chặt chẽ với nhau. Cách chia sẻ cuộc sống hàng ngày của họ khác xa với các quốc gia dân chủ và tư bản trên toàn thế giới. Điều này khiến du khách và người nước ngoài cảm thấy như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Nói tóm lại, trước tiên hãy tìm hiểu về văn hóa và vị trí địa lý để có thể hiểu biết cơ bản về Việt Nam trước khi đi sâu hơn vào du lịch và các lĩnh vực khác. Trên đây là một vài góc nhìn của bạn bè quốc tế về cuộc sống ở Việt Nam chúng ta. Các bạn cảm thấy đời sống của người dân Việt Nam chúng ta đã thay đổi như thế nào trong vòng 10 năm trở lại đây? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.